không đòi quà. Oh la 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 la. Chia tay anh không đòi lại quà. Khi anh giàu anh sẽ đòi lại sau. Chào tất cả mọi người. Là chị Phương đứng ở đây. Các bạn có thể thấy là clip ngày hôm nay trên tay mình có một con gấu bông gọi là vô cùng to lớn đúng không các bạn? Còn cao hơn, to hơn cả mình luôn. Thì chắc nhiều bạn đang nghĩ là clip ngày hôm nay mình sẽ làm clip mang con gấu bông này đi cua gái hoặc là tặng cho người yêu. Nhưng mà thực ra là đều không phải nha các bạn. Mình vừa mới đặt mua con gấu này ở trên Shopee. Phải mất chục ngày người ta mới vận chuyển về đây được cho mình. Thì clip này mình sẽ chon hù dọa ma trẻ trâu với lại thanh niên biểu béo với thanh niên Ngọc. Ba thanh niên này là hồi bữa là dám làm clip chon hù ma mình, cho nên ngày hôm nay mình sẽ trả thù nha các bạn. Thì mình sẽ chon như sau, mình sẽ cắt con gấu bông này, mình móc hết rùa ra, sau đấy mình sẽ chui vào cái người con gấu bông này và mình sẽ dọa ma đám trẻ trâu nha các bạn. Ok, thì đầu tiên để mà chon được trẻ trâu thì mình phải dụ được trẻ trâu sang nhà mình ngủ. Sao? Gọi tao có chuyện gì? Ủa? Mà mày quay cái gì vậy? À, tao chuẩn bị đang làm clip đi phượt nguyên cái Việt Nam trong vòng một ngày một đêm. Cho nên là... đến tối này tao không có ở nhà nên tao gọi mày sang đây, tao nhờ mày là... tối nay sang nhà tao ngủ để trông nhà cho tao một đêm, được không? Thôi, nhà tao lắm bị nhà lắm, không đi được đâu, bận này bận kia. Anh em của tao cũng đi sang trong nhà hội nhá. Rồi ok, thế là sang trong nhà hội đúng không? Ờ đúng rồi. Rồi tối nay tầm 7 giờ là sang ngày trưa. Mình ví dụ mà có buồn thì rủ thêm thằng Ngọc với lại thằng Biểu sang ngủ cùng. Ừ. Đây, chìa khóa nhà đây. Ừ. Đấy. Okay. Ok nha các bạn, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái thử thách đấy là đi phượt khắp Việt Nam một ngày một đêm nha các bạn. Ok, tối nhớ qua trong nhà hội nha chưa? Ok các bạn ạ, như vậy là mình đã lừa Tuân Trẻ Châu thành công rồi nha các bạn. Chỉ với 500 nghìn thôi. Ủa thế vậy là mình vừa bị mất 500 nghìn. Ủa mình chọn nó mà sao mình lại mất 500 nghìn ta? Mà thôi kệ đi, miễn sao mình chọn nó thành công là được các bạn ạ. Và có clip cho các bạn xem nha. Ok các bạn cùng hóng tới tối này nha. Ok các bạn ơi, như vậy là mình đã lừa được đám Trẻ Châu rồi. Bây giờ mình sẽ cắt con gấu bông này ra để mình lấy bông ở bên trong. Sau đấy mình sẽ xui vào để hù bọn Trẻ Châu nha các bạn. Ok các bạn, thì bây giờ cái đây là cái áo của nó này bạn. Cho nên là bây giờ mình sẽ phải cởi áo ra cho nó. Sau đấy thì mình sẽ cắt ở cái phần sau lưng của nó. Đấy. Xong rồi mình lấy bông ra, xong mình chui người mình vào là được. Đây nữa bạn. Đây, mình sẽ cắt một cái đường dọc ngang ở đây. Ok, xin chào tất cả các bạn. Các bạn nhìn mình có sợ không? Ok, mình nhìn mình thấy nó tếu tếu làm sao các bạn. Cái tay nó hơi bị ngắn này. Đấy, cái thân tay nó hơi bị ngắn. Đấy, nhưng mà không sao. Như thế này mình hù bọn Trẻ Trâu là bọn nó sợ rồi các bạn ạ. Đấy. Ha ha ha!
Ủa? Ôi chú cha, mấy thằng này nó sợ mình bù, nó sợ qua lưng, nó xỉu hết rồi các bạn ơi. Tiếp được. Đây các bạn ơi, mình hù tao nhảy châu, tao nhảy châu, nó nằm nó ngất xỉu luôn rồi các bạn ạ. Đây, đây thằng biểu. Thằng biểu nó chạy ra ngoài định bỏ chạy này, anh em thấy bên ngoài trời tối này, bỏ nó tắt điện hết rồi này. Thằng biểu chạy ra ngoài, xong rồi chạy ra tới đây mới ngất xỉu. Còn thằng này chạy sau thằng biểu như là vấp hay sao các bạn, vấp ngất xỉu luôn. Ok, như vậy là mình đã cho bọn nó sợ, bọn nó ngất xỉu luôn nha các bạn. Bây giờ mình đẩy ra một ý này, vậy là bây giờ mình sẽ bế bọn nó lên trên giường, để có gì mai lúc bọn nó tỉnh dậy thì có thể là bọn nó sẽ nghĩ đấy là mơ, để mình tiếp tục mình trêu bọn nó nha các bạn. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ cho bọn nó nằm ngay ngắn lại với nhau để giả bộ là bọn nó ngủ mơ nha các bạn. Đi ra ngoài, mình ngủ ở khách sạn. Xong sáng mai mình sẽ giả bộ mình quay lại đây để mình xem thử là phản ứng của mấy thanh niên này sẽ như thế nào nha các bạn. À quên mất, phải tắt điện đi cho bọn nó. Ủa, mấy thanh niên này làm gì mà sáng dậy sớm dữ vậy? Nhà anh mua con gấu khổng lồ đúng không? Anh buông sim lại nó thử đi chứ, em thấy nó cứ sao sao quá. Đúng rồi á, nó ghê lắm. Sao sao là sao? Em nó sổ lắm. Ý là sao sao là sao, con gấu làm sao, nhà anh có con gấu nhưng mà nó làm sao? Anh sợ lắm. Nó hù quá hả? Nó hù như nào? Nó hù, hù ghê lắm, anh tì gòn sợ lắm. Yêu tim. Anh muốn vứt đi. Vứt gì, vứt con gấu mua mấy trăm nghìn vứt. Nó kiểu như sợ ghê lắm. Ừ, thiệt sợ lắm, kiểu như vậy anh cũng có mày. Vứt đi. Nói tào lao mày. À, tao mà có gì tao lao đây, mày cầm máy quay để ăn vào, ăn lấy con gấu ra cho xem. Làm gì mà ma có gì ở đây? Ê, hay là mơ vậy tụi bay? Mơ cái đầu mà chứ mơ. Mày thấy mơ nào mà chân thật như vậy không? Có cái đầu mà chứ có. Chắc chắn con gấu đó bị ma ám rồi. Mày hay coi mấy cái phim mà con gấu mà bị ma ám đi hù người không? Chắc thế đó. Con gấu này đúng không? Đúng rồi. Có bông ở bên này sờ thử này. Này, đấy, thấy nó bình thường chưa? Ủa? Đây, hai thằng kia đứng ở đây mà sờ này. Đây, sờ thử. Ảo thật đấy. Đấy, sao bình thường như thế này mà có gì đâu. Tối qua năm sao? Mấy ông... Tối qua bọn mày ngủ đâu? Ngủ trên giường. Ngủ trên giường này, sáng lại tỉnh dậy ở đâu? Trên giường. Đấy thì chắc là mấy ông mơ đấy mấy ông ơi. Không có đâu. Thật lắm. Thật rất chi tiết luôn. Thì cái tay này nó mới giờ lên nó hù á. Ghê lắm. Thôi. Anh muốn vứt đi. Bình thường như này mà vứt thì thôi. Tao mang ngoài kia tao để. Bọn mày tào lao quá. Ghê. Về đi. Chà tao mặn tới bây giờ luôn á. Ok các bạn ạ, như vậy là mình đã cho đám trẻ trâu thành công và đám trẻ trâu không biết là bị mình cho. Đấy, cho phải như vậy thì mới gọi là tận cùng của sự cay cú, đúng không các bạn? Ok, thì clip của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đăng ký kênh hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Các bạn nhớ like video cho mình nha. Clip sau hay là những clip tiếp theo mình sẽ cố gắng nghĩ được nhiều ý tưởng hơn để cho trẻ trâu nha các bạn. Bye.